Rồi. Hôm trước cái bài kia mình nghe chưa? Bài này này cô cho mở cho con nghe này. Đấy, nghe nó đọc nha. Nghe lại cái bài này. Unit 4. Holidays. Holidays. Exercise 1, page 70. Winter, December, January, February. Make a snowman. Make a snowman. Go skiing. Go skiing. Go sledging. Go sledging. Spring. Spring. March. March. April. April. May. May. Have a barbecue. Have a barbecue. Have a picnic. Have a picnic. Take a bike ride. Take a bike ride. Summer. Summer. June. June, July, August. Go sightseeing. Go sightseeing. Go to the beach. Go to the beach. Go sailing. Go sailing. Autumn. Autumn. September. October. November. November. Pick pumpkins. Pick pumpkins. Visit museums. Visit museum. Go camping. Go camping. Đó là cái bài hôm trước cô cho con nghe lại. Ok, chúng ta qua bài bên này. Nghe nhá, nghe rồi viết từ mới. Bây giờ nghe ta đọc này. Nghe ta đọc. Đâu rồi, bài nghe đâu? Nó không cho mình nghe à? Ồ, nó không cho mình nghe. Ở đây không có, lát qua bài bên này mới có. Rồi, viết từ mới cho cô. Rồi, trong bài này có từ mới nào? Holiday mình biết rồi. Fun là vui vẻ biết rồi này. Great time, thời gian tuyệt vời biết luôn rồi. Nước Pháp biết chưa? Nước Pháp biết rồi. Rồi tổ chức này, bữa tiệc này, diễu hành này, treo cờ này, mặc đồ đẹp này, ăn diện á. Rồi pháo hoa này, nửa đêm này. Rồi viết nha. Viết từ mới. Lấy vở ra. What day is it today? What day is it today? Hôm nay thứ mấy? Thursday. And January the 5th, 2023. Okay, 2023, not 22, 23. Now, unit 4, for a reading, play, 72, okay, 72, right. Now, we write new words on your notebook. Celebrate, verb, tổ chức. Và danh từ của nó, celebration, sự tổ chức. Bên kia làm gì mà hắt nước lung tung rồi trời. Party. Bữa tiệc. Parade. Nó vừa là động từ, vừa là danh từ. Diễu hành. Nếu mà động từ mình dịch là diễu hành, còn danh từ là cuộc diễu hành. Flag là cờ. Hang là treo, động từ treo. Treo cờ là hang flags. Everywhere, khắp mọi nơi. Everywhere, khắp mọi nơi.
Và chúng ta có từ dress, mặc đẹp. Mặc đẹp, ăn diện. Rồi chúng ta có warm và sunny học chưa? Ấm áp và nắng học chưa? Biết chưa? Biết rồi hả? Rồi, guess là đoán. Động từ đoán. Rồi chúng ta có fireworks, pháo hoa. Biết kịp không? Không kịp nói cô. Midnight, nửa đêm. Rồi cứ viết đi đã, rồi cô kéo xuống. Viết đây. Đến đây chưa?
Rồi xong cái đoạn dưới ấy, con có từ Lunar New Year. Lunar New Year Tết âm lịch. Ừ. Local. Học tới 15 nhỉ? Local, người địa phương. Người địa phương. Local. Rồi mình có decorate. Decorate là trang trí, động từ. Trang trí. Trang hoàng. Trang trí, trang hoàng. Colorful. Nhiều màu sắc. Colorful, nhiều màu sắc. Family member. Thành viên gia đình. Together. Thôi thế này thôi, nhiều quá không nổi. Reality. Họ hàng. Họ hàng. Envelope. Bao lì xì. Present là quà. Lần đan, múa lân. Múa lân. Performance. Màn trình diễn. Rồi xong hết. Steam. Steam hấp. Wow.
Rồi, xong chưa? Xong chưa tập đọc? Ngày lễ cái ngày Bastille Day á, là của là ngày quốc khánh của Pháp các con nhá, viết thêm vô Bast, ngày quốc khánh của Pháp, ngày quốc khánh Pháp. Rồi đọc bài luyện viết con. Rồi celebrate. Celebrate. Celebration. Celebration. Party. Party. Parade. 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 Flag. Flag. Hang. Hang. Everywhere. Everywhere. Dress up. Dress up. Dress up. Gas. Gas. Firework. Fireworks, fireworks, midnight, 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 Lunar New Year, Lunar New Year, Lunar New Year, local, local, decorate, 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 colorful, 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 family member, family member, family member, relative, 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 red envelope. Red envelope, red envelope, present, present, learn dance, performance, performance, steamed, 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 Bastille Day, Bastille Day, Bastille Day. Rồi, ok, từ sang bài này đọc cho con luyện sau này. Giờ đọc nhé. Holiday fun, đọc con holiday fun. Hi Tony. Hi Tony, we're having a great time, in Paris, France, France. Today is the 14th, today is the 14th, July. It's Bastille Day and people are celebrating. Week is parties. And week parties. Week parties. And parades. And parades. They hang flags. They hang flags. Everywhere.
everywhere. And the dresser. And the dresser. It's warm. And sunny here. And sunny here. Oh, guess what? Guess what? There are fireworks. There are fireworks. At midnight. At midnight. I can't wait. I can't wait to watch them. To watch them. See you soon. Cheering. Chào Tony. Chúng tôi đang có một thời gian tuyệt vời ở Paris, nước Pháp. Hôm nay là ngày 14 tháng 7, đó là ngày Quốc khánh. Và mọi người đang tổ chức tiệc tùng và diễu hành. Họ treo cờ khắp nơi và mặc đẹp. Thời tiết chỉ là thời tiết ấm áp và nắng ở đây. Ồ, đoán xem, có những màn trình diễn pháo hoa vào buổi nửa đêm. Và lúc nửa đêm, tôi không thể chờ đợi để xem được nữa. Gặp bạn sớm nhé, Cherin. Rồi xuống bạn này, Katie. Hi, Susan. Hi, Susan. I'm writing to you. I'm writing to you. From Hanoi. People here are celebrating Tết. People here are celebrating Tết. Celebrating Tết. The Lunar New Year. Local decorate their houses. Local decorate their houses with colorful flowers and family members eat together and visit relatives. Children usually get money in a red envelope as a present from their parents or elder relatives. Right now, we are eating bánh chưng. This is steamed square cake. It's delicious. We are going to see a lion dance performance. Later. We're going to see a lion dance performance later. Đọc được không? Đoạn dài luôn. We are going to see a lion dance performance later. Later. Performance later. See you next week. See you next week. Katie. Okay. Đọc lại đi, đọc và dịch đi. À, bài này có dịch chưa? Chào Susan, tôi đang viết thư cho bạn từ Hà Nội. Mọi người ở đây đang tổ chức Tết, đó là Tết âm lịch. Những người dân ở đây trang trí nhà cửa của họ với những bông hoa đầy màu sắc và các thành viên trong gia đình ăn uống cùng nhau và đi thăm họ hàng. Trẻ em luôn nhận được tiền từ cái bao lì xì, trong một cái bao lì xì như là một món quà từ bố mẹ của chúng hoặc là từ họ hàng lớn tuổi hơn. Bây giờ chúng tôi đang ăn bánh chưng. Nó là một loại bánh hình vuông được luộc chín. Nó rất là ngon. Chúng tôi sẽ đi xem trình diễn múa sư tử, múa lân ấy. Sau đó gặp bạn vào tuần sau nhé, Katie. Được chưa? Rồi con luyện viết đi. À, là bài dưới luôn đi. Rồi luyện nha. Về nhà nhớ đọc lại bài này nhé. Đọc cho nó nhuần nhuyễn vào. Hi Tony, we are having a great time in Paris, France. Today is the 14th July, it's Bastille Day, and people are celebrating with parties and parades. They hang flags everywhere and dress up. It's warm and sunny here. Oh, guess what? There are fireworks at midnight. I can't wait to watch them. See you soon. Con phải về tập cho nó nhuần nhuyễn vào. Rồi, vô đoạn dưới này ha. Hi Susan, I'm writing to you from Hanoi. People here are celebrating Tết, the Lunar New Year. Local decorate their houses with colorful flowers and family members eat together and visit relatives. Children usually get money in a red envelope as a present from their parents and or elder relatives. Right now, we are eating bánh chưng. It's a steamed square cake.
It's delicious. We're going to see a lion dance performance later. See you next week, Katie. Về tập đọc nha con. Mình không có nhiều thời gian trên đây. Now, where is Cherin? Cherin đang ở đâu? Katie đang ở đâu? Can you guess from the picture? Bạn có thể đoán từ bức tranh hay không? Bây giờ chúng ta ghi này. Ghi luôn đây rồi luyện sau. Cherin đang ở đâu con? Cherin Cherin in gì? Paris, France, nước Pháp. Còn Katie in Hanoi, Việt Nam. Rồi, ok. Bạn có thể đoán từ bức tranh không? Yes, I do. Yes, I can. Nào, nhìn bức tranh có đoán được không? Con thấy này, múa lân này. Hình A có thấy ở nước Pháp, cờ Pháp kìa. Rồi, diễu hành này. Hình B, hình C thì con thấy là gì? Hình B, hình C là con thấy múa lân, bánh chưng thì nó liên quan Việt Nam rồi. Múa lân đấy. Rồi hình D con thấy tháp Eiffel của Paris đó, mọ bắn pháo hoa đầy trời đấy. Vậy đó hả? Chúng ta có thể đoán được từ bức tranh. Con sẽ viết là Yes I can. Yes I can. Ok, viết vô. Look at the messages quickly and say. Hãy nhìn vào cái bài đọc và tin nhắn và đọc ha, và nói và trả lời. Rồi bây giờ chúng ta xuống cái bài số 2. Read the text and write P for Paris or H for Hanoi. Understand? Understand? Exercise 2. Understand? Yes or no? Con có hiểu bài không? Yes. Can you do exercise 2? Yes or no? Con có thể làm bài 2 không? Chữ P là cho Paris và chữ H là cho Hà Nội. Nào, where can you see? Bạn có thể nhìn này. Diễu hành ở đâu? Where can you see a parade? Paris or Hanoi? Paris or Hanoi? Con có thể nhìn thấy cuộc diễu hành ở đâu? Ở Paris hay Hà Nội dựa trên cái bài đọc trên đây? Ở Paris á, ở Paris nó đang tổ chức ngày Quốc Khánh. Nó có cái gì? Nó có bữa tiệc tùng này, có diễu hành này, treo cờ khắp nơi này, rồi bắn pháo hoa này vào lúc nửa đêm này, được không? Đó là ở Paris nhá. Còn ở Hà Nội thì sao? Nó đang tổ chức Tết, người dân đang tổ chức Tết. Người ta thì trang trí nhà cửa này, có rất là nhiều hoa, rồi ăn uống tiệc tùng với nhau, rồi đi thăm họ hàng, rồi có tiền lì xì, rồi ăn bánh chưng, đó là ở, rồi múa lân, đó là ở Hà Nội, được chưa? Vậy thì dựa vào hai cái bài đọc này, con sẽ làm bài bên đây, bài dưới đây. Cái nào là ở Paris, cái nào là ở Hà Nội thôi. Rồi, parade, diễu hành thì ở đâu? Ở Paris, diễu hành sao ở Hà Nội được? Diễu hành ở Paris đây này, con có nhìn thấy chữ parade ở đây không? Đấy, nhìn thấy chữ parade cho cô chưa? Đây, thấy parade chưa? Rồi, vậy thì chắc chắn là ở Paris rồi, con sẽ viết chữ par vô. Câu số 2, Lion Street Performances. Lion là sư tử, Street là đường phố, Performances là màn trình diễn. Ở Hà Nội đó là múa lân đấy con. Rồi hờ. Now, question 3. Where can you see parties? Where can you see parties? Bạn có thể thấy những bữa tiệc ở đâu? Chữ P hay là chữ H? Party nè. Party nè, thấy chưa? Ngày Quốc Khánh của Pháp đó. Vậy chúng ta ghi chữ P. Ghi chữ P vô. Fireworks at midnight. Where can you see fireworks at midnight? In Paris or in Hanoi? Yes, in Paris. In Paris. Colorful flower. Now, where can you see colorful flowers? In Paris or Hanoi? Hanoi, okay. H. Viết chữ H vào H. Okay. Very easy, that's right. Very easy. Now, draw new word vocabulary into your notebook. Okay?